Đó, Benson nó lấy phân phai rồi á, dip chiếc cái sauce rồi á, lúc đó thì ăn á. Giỏi quá. Giỏi quá thì giỏi luôn à. Ngon quá. Excuse me. Excuse me, Daddy. Chơi đây đi hả? Không đút đây đi nữa, bây giờ ăn rồi hả? Nè, để Daddy đút con này. Để Daddy đút con này. Nè, Daddy đút con này. Nên xin. Nên xin Daddy đút con này. Nói gì vậy? Hả? Chị ba làm gì? Đây đút con. Hả? Chị ba làm gì? Đây đút con.